tố mỹ nị các anh chị, đây là một cái video mà rất thừa đạm và thừa con nhát từ dâu. Hôm nay hai anh em đang đi chơi túng tắng trên đường, tự dưng thế nào hai đứa vấp chân một cái ngã bố vào hàng lẩu nướng. Hàng lẩu nướng này có một cái tên rất cộc nốc, đó là hàng lẩu nướng Ăn Đê, nằm ở 142 Hào Lam. Hôm nay sẽ thử review xem nó như thế nào nhá. Mở quyển menu ra xem, ai ngờ dãi rớt thòm thèm cả ra. Chó hề suy nghĩ sâu xa thôi thì cho anh muốn bestseller nhá em. Bỗng dưng gặp Ninh Cun như một con rồ chạy qua, rủ nó vào ngồi ăn luôn cho nó tiện. Ca sĩ Rio tự nhiên không biết từ đâu chùi ra xịt khử khuẩn cho nông bé, thế là mời ngồi xuống ăn luôn cho nó tiện. Vô tình từ trên trời rơi xuống MC Ngô Mai Phương của Bữa Trưa Vui Vẻ, lại mời ngồi ăn luôn cho nó tiện. Vợ chồng Thủng Long từ đâu sồng sọc đến, thế là thôi lại mời ngồi ăn cho nó tiện. Hòa trong hội nhân viên phục vụ áo màu da cam tự nhiên ngoài ra Tun Phạm, thế là thôi mời nó ngồi ăn luôn cho nó tiện. Sốt chấm lướng ở đây là mắm me chua ngầu. Món đầu tiên mà nhà hàng sang vào mặt em là bò nướng tảng và lầm lướng. Em mới móc một tí bơ em lém thẳng vào giữa lồi lẩu lướng, đặt cái sốt phô mai lên, xong rồi em lấy toàn bộ số thịt mà nhà hàng vừa phang vào mặt em phang lại vào giữa bề mặt chảo. Em thử tomahawk một miếng thịt bò thì úi rồi ôi, ngay từ cái thời điểm mà em đưa miếng thịt bò vào mồm em thì em khẳng định cái sốt phô mai ở đây lòa ngon. Thấy nhà hàng quá cả sốt trứng muối nên là mạng phép gọi thêm một chén, úi rồi ôi, thì em khẳng định nhà hàng ở đây nếu có thắng nhá là thắng vì nước sốt. Một điểm cộng nữa là miếng lầm thái nó dày cộp như là môi của người châu Phi. Các em nhân viên lại tiếp tục dâng lên một đĩa thịt bò chằng trứng, úi rồi ôi, nhìn cái cục trứng này em thề là em muốn rụng trứng ngay lập tức. Thịt bò ở đây thì khá là mềm nhá, nếu mà gì qua men thì các bác nên gọi lầm này và thịt bò tảng này, em ăn là em thấy là vừa cái miệng của em đấy. Em là cái đứa khó ăn mà em ăn em thấy ngon. Mắm mẹ ngon, cờ khổ lắm, sốt phô mai ngon, sốt trứng muối ngon, nói chung là sốt ở đây là duyệt đấy. Gọi chủ quán ra đây hôn cho phát ở giữa môi nè. Ăn nướng xong no vãi cả mật ra, thế là quyết định gọi thêm nồi nẩu cho no hẳn. Ở đây có mấy loại nẩu cơ, nhưng mà em gọi nẩu bò chua cay. Nói thật là trong ba loại bò này đam mê nhất là cái gân bò nhừ này này. Úi giời ơi, nhà hàng nó đã hầm nhừ ra rồi. Mình thả vào một lúc là nó nhừ nát ra, ăn nó mềm nó tan trong miệng cơ. Công nhận là mê cái con bé gân bò này thật sự đấy. Hãy nhìn ngắm đi và tưởng tượng ra mùi vị của nó đi. Úi giời ơi, nồi lẩu phải thực sự gọi là hân hoan. Nước nẩu ngọt nịm thơm thơm mùi bầu ạ. Và cái nước chấm nẩu này thì siêu đỉnh luôn mà em không biết nó pha từ gì. Cả gia đình ghét màu xanh nên là chớ hề ăn một cọng rau nào. Bảy cái miệng tomahawk tổng vị chi là hết một củ 215 cành. Ngon bổ rẻ hợp lý rất đáng thử. Mời các bác tự đến tomahawk và tự cảm nhận. Em no rồi, cả gia đình em về đi ngủ đây. Tại no em hay cọc lắm các bác hiểu chưa nào? Buồn ngủ quá, đi về. Tạm biệt các bác. Nhớ thả tim cho em.